Đây đây nè nè một nè. Hả? Sương mù không thấy gì đâu. Ừ, đang thui à. Ờ, thấy mờ mờ. Sương mù mà. Nát không hả? Mát. Y là lạc. Ờ đúng rồi, xương. Xương. Đúng rồi, xương khúc hết luôn rồi, chẳng nói gì. Ở đây nó nhiều xương là lạc luôn á. Mà ở đây ăn buffet có 150 cũng dễ quá nhỉ. Ờ, có đâu vậy? Ở đây có nhà hàng buffet đồ đầy đủ hết là chưa ăn. Nhưng mà mình đâu ăn đâu, mình đi chơi nữa quý vị. Hai nó đó đây. Đâu nguyên nó lên cái mặt từ lâu chưa mà cái này. Con à, đi coi chụp hình đi. Chụp hình đi, chụp hình đi, hai cái con bút chụp hình cho nè. Đó, học giờ thấy rõ nè. Lâu gió ngang cái là. Lâu xương, xương ấy qua. Rồi, có ạ. Con qua cái tay đây rồi.
anh có ý định ăn kem không? Anh Tuấn ơi, à, anh Tuấn muốn trời thấy có lạnh đâu mà áo vô lạnh, sương mù đẹp thôi. Ruộng nhà bên kia như câu chia không ta, nó như câu chia sao mà ở đây gần công chia mà mày à. Ngã xương rồi, giờ thấy tên Phật rõ rồi. Này mày đi bộ từ dưới kia lên tới ai chắc còn gì nữa rồi. Cái tường này chắc cao mấy trăm mét đó ta. Thank you.
Wow. Lần này đứng dưới mưa quá hay. Do, trong đó chắc có gì không biết. Thank you.